Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Và hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Yên Lanh tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng về các cái mẫu sản phẩm đồ thờ cúng bằng gỗ như hoành phi câu đối, cuốn thư câu đối. Thì trong video này chúng tôi đã hoàn thiện xong cái bộ đồ thờ của khách hàng ở Thái Nguyên. Gia đình anh đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi, thì hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần sơn son thép vàng và phần chữ là chúng tôi sơn then, sơn đen. Cái bước hoành phi của gia đình anh đặt nó rất là nhỏ, chiều rộng là có 43, nhưng chiều dài anh làm 2m17 cho cái không gian thờ tự nhỏ. Thì chúng tôi có nhận đặt theo yêu cầu, làm theo kích thước mẫu mã mà gia đình anh đưa ra. Giữa ba chữ Đức Lưu Quang thì chúng tôi đã làm xen kẽ các cái đám mây và khung xung quanh, chúng tôi làm dày 7 phân. Khuôn là chúng tôi đục tứ quý, có chặt gấm hoa chanh và chữ Nho, chữ Hán Nôm đã có phụ đề tiếng Việt phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Ba chữ là Đức Lưu Quang, tức là đức độ tỏa sáng. Gia đình anh cũng đặt một bức cuốn thư và một bức hoành phi nữa thì chúng tôi đang thép vàng. Bức cuốn thư là Long Hóa Mai, cũng là sơn son thép vàng và sơn đen. Bức hoành phi này là kích thước dài 2m17 x 43. Và bức cuốn thư này chúng tôi làm dài là 1m97, chiều rộng 97 và chiều dày 5 phân. Chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Anh đặt cho gia đình và là cho anh em nữa. Ba chữ Đức Lưu Quang. Cuốn thư là Long Hóa Mai bằng chất liệu gỗ gụ, đã được sơn son thép vàng. Thì quý khách ưng mẫu sản phẩm hoành phi cuốn thư câu đối như này, quý khách hãy gửi về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi đang thi công rất nhiều các hợp đồng đồ thờ cúng để bàn giao cho các cái nhà thờ vào đầu tháng 8 đây. Chúng tôi có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng như là hàng sơn PU, sơn thép vàng đã bị tróc sơn, chúng tôi sẽ nhận sơn lại. Quý khách hãy liên hệ về 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá. Và đây là một bức hoành phi của gia đình nhà anh nữa. Anh đã cũng đặt chúng tôi với cái kích thước là dài 2m37 và rộng là 81. Thì những người thợ chúng tôi đang trong quy trình thép vàng và một chiếc bàn thờ ô sa cũng bằng chất liệu gỗ gụ chân 12, dài 1m97 cho nhà thờ gia tiên. Toàn bộ chữ Nho là do gia đình anh đưa ra. Bức hoành phi này thì không có phụ đề, nguyên chữ Hán Nôm. Chúng tôi làm rất nhiều các cái bộ chữ rồi. Quý khách có thể vào trang chủ đồ gỗ Hiền Lanh để xem thêm. Và đây các bạn đang xem, đây là những người thợ đang thép vàng những cái lá vàng Đài Loan vào cái bàn thờ ô sa, hay là còn gọi bàn thờ cổ lối ô sa. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.